Cô xin chào các em học sinh lớp 2 thân mến. Rất vui khi được gặp lại các em trong giờ tiếng Việt. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục chữa bài tập hàng ngày tiếng Việt lớp 2, tập 2 của bộ sách Cánh Diều các em nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài số 27, bài ôn tập giữa học kỳ 2. Với bài số 27 thì chúng ta sẽ có 10 tiết ôn tập. Các em hãy cùng cô làm lần lượt bài tập trong các tiết. Tiết 1 và 2, đó là tiết đọc thành tiếng. Ở tiết này, các em hãy đọc to và học thuộc lòng đoạn thơ dưới đây. Ở đây cô có một đoạn thơ trong bài thơ Ngưỡng Cửa. Các em hãy cùng cô đọc to đoạn thơ này, sau đó học thuộc lòng. Ngưỡng cửa, nơi này ai cũng quen, ngay từ thời tấm bé. Khi tay bà, tay mẹ còn dắt vòng đi men, nơi bố mẹ ngày đêm, lúc nào qua cũng vội. Nơi bạn bè chạy tới, thường lúc nào cũng vui. Sau khi đã đọc thành tiếng bài thơ Ngưỡng Cửa và học thuộc lòng rồi, thì các em hãy cùng cô đến với bài tập trong phần tiết 3 và tiết 4. Ở tiết 3 và tiết 4, các em hãy cùng cô đọc bài thơ Con Vọi Con Voi ở trong sách giáo khoa, sau đó trả lời câu hỏi từ bài 1 đến bài 4. Vậy thì đầu tiên, chúng ta hãy cùng nhau đọc bài thơ Con Vọi Con Voi. Các em có thể mở sách giáo khoa trang 73 để đọc bài đọc Con Vọi Con Voi hoặc cùng cô quan sát vào video. Cô có bài thơ như sau. Bạn sinh ở thủ đô, rừng là gì chưa biết, mời bạn đến công viên, xem voi là hiểu hết. Rừng là cây xúm xít nên voi mới có vòi, vướng cành voi bẻ rắc, trong rừng đi như chơi. Đường rừng lắm loại gai, lòng suối nhiều đá sắc nên da voi rất dày, chân đạp gì cũng nát, tai voi là cái quạt, mỗi rừng nhiều quạt bay. Rừng cũng còn kẻ ác nên ngà voi phải dài, cuối cùng là cái đuôi, vì ở rừng vắng vẻ, voi cũng buồn một tị, có đuôi làm đồ chơi. Vậy là cô và các em đã cùng nhau đọc xong bài thơ Con Vọi Con Voi rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau trả lời các bài tập từ bài 1 đến bài 4 ở trong sách. Đầu tiên, bài số 1, em hãy đánh dấu V và ô trống đứng trước hình ảnh miêu tả địa điểm để xem được voi nêu trong bài đọc. Hình ảnh đầu tiên đó là hình ảnh khu rừng. Hình ảnh thứ hai là hình ảnh trường học. Hình ảnh thứ ba chúng ta có một bãi biển. Và cuối cùng đó là công viên. Vậy thì các em hãy cùng cô xem là ở trong bài đọc thì có thể xem được voi ở đâu các em nhé. Chúng ta có hai đoạn thơ như sau. Bạn sinh ở thủ đô, rừng là gì chưa biết, mời bạn đến công viên, xem voi là hiểu hết. Rừng là cây súng xít, nên voi mới có vòi, vướng cành vòi bẻ rắc, trong rừng đi như chơi. Như vậy thì ở trong đoạn thơ đã nói rằng, mời bạn đến công viên, xem voi là hiểu hết. Như vậy thì ở trong bài đọc, để có thể thấy voi thì chúng ta có thể đến công viên. Đáp án đúng của chúng ta đó là hình số 4, hình công viên. Các em hãy cùng cô đánh dấu tích vào hình này. Vậy là chúng ta đã cùng nhau làm xong bài tập số 1 rồi. Tiếp theo, với bài số 2, cô có đề bài như sau. Dựa vào bài đọc, em hãy nối tên bộ phận trên người của con voi với câu văn nói về công dụng của bộ phận đó sao cho đúng. Ý A, ở cột bên trái cô có các bộ phận đó là da voi, ngà voi, vòi voi và tai voi. Còn ở cột bên phải cô có các câu văn như sau. Bảo vệ bản thân trước kẻ thù ở trong rừng, bẻ các cành cây vướng víu trong rừng, xua đuổi các con muỗi rừng và bảo vệ chân khi dẫm phải gai, đá sắc nhọn. Với bài tập số 2 này thì các em hãy cùng cô đọc lại nội dung của bài đọc và tìm ra đáp án đúng. Các em hãy quan sát khổ thơ thứ 2 trong bài. Rừng là cây súng xít nên voi mới có vòi, vướng cành vòi bẻ rắc, trong rừng đi như chơi. Như vậy thì khổ thơ thứ 2 này đã nói về chiếc vòi voi. Vòi voi thì có công dụng đó là bẻ các cành cây vướng víu trong rừng. Vậy thì chúng ta sẽ nối tác dụng của vòi voi với câu văn phù hợp. Các em tiếp tục cùng cô đến với khổ thơ thứ 3. Đường rừng lắm loại gai, lòng suối nhiều đá sắc nên da voi rất dày, chân đạp gì cũng nát. Ở khổ thơ thứ 3 này, chúng ta đã thấy khổ thơ nói về da voi rất dày và có tác dụng đó là bảo vệ chân khi dẫm phải đá sắc nhọn. Như vậy thì với bộ phận da voi, chúng ta sẽ nối với câu văn thứ 4 là câu văn nói đúng về tác dụng của da voi. Khổ thơ thứ 5, khổ thơ thứ 4, tai voi là cái quạt, mỗi rừng nhiều quạt bay, rừng cũng còn kẻ ác nên ngà voi phải dài. Như vậy thì trong khổ thơ này, với hình ảnh tai voi, đã nói rằng tai voi có tác dụng đó là xua đuổi các con muỗi trong rừng. Và bởi vì trong rừng còn nhiều kẻ ác, nên là voi sẽ có ngà để bảo vệ bản thân trước kẻ thù ở trong rừng. Các em hãy cùng cô nối tác dụng của hai bộ phận này với câu văn đúng. Tai voi thì xua đuổi các con muỗi trong rừng, và ngà voi thì bảo vệ bản thân trước kẻ thù. Như vậy là cô và các em đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 2 rồi. Chúng ta đã nối được các bộ phận của con voi với công dụng của nó. Da voi có tác dụng là bảo vệ chân khi dẫm phải gai, đá sắc nhọn. Ngà voi có tác dụng đó là bảo vệ bản thân trước kẻ thù ở trong rừng. Vòi voi thì bẻ gãy các cành cây vướng víu trong rừng. Và tai voi thì xua đuổi các con muỗi trong rừng.
Các em hãy hoàn thành bài tập số 2 vào trong vở của mình. Tiếp sau đây chúng ta sẽ đến với bài số 3. Ở bài số 3, cô có câu hỏi như sau. Con voi dùng đuôi của mình để làm gì? A. Để vui đùa những lúc buồn tẻ. B. Để bày tỏ cảm xúc của bản thân. C. Để xua đuổi các con muỗi trong rừng. Và D. Để dọn các cành cây trong rừng. Với bài tập số 3 này thì các em hãy cùng cô đọc lại đoạn thơ cuối của bài để xem là con voi đã dùng đuôi của mình để làm gì các em nhé. Chúng ta có khổ thơ như sau. Cuối cùng là cái đuôi, vì ở rừng vắng vẻ, voi cũng buồn một tị, có đuôi làm đồ chơi. À, như vậy thì qua khổ thơ này chúng ta có thể thấy là những lúc mà voi buồn thì nó đã dùng cái đuôi của mình làm đồ chơi. Hay nói cách khác, con voi đã dùng đuôi của mình để vui đùa những lúc buồn tẻ. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án A. Các em hãy cùng cô khoanh vào đáp án A. Sau khi đã làm xong bài tập số 3 thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với bài số 4. Bài số 4 là một bài nghe viết. Ở bài này, các em hãy lắng nghe cô đọc bài thơ Chú gà trống nhỏ, sau đó viết lại vào trong vở bài tập. Cô có bài thơ như sau. Chú gà trống nhỏ, cái mào màu đỏ, cái mỏ màu vàng, đập cánh gáy vang, dưới giàn bông bí. Cái đuôi màu tía, óng mượt làm sao, chú nhảy lên cao, ó ỏ ó ó. Các em lưu ý là với một bài nghe viết thì khi viết, các em hãy viết thật cẩn thận và nắn nót, viết đúng chính tả, đúng ô ly và đúng cỡ chữ để bài viết được đẹp và sạch sẽ nhất. Bài nghe viết cũng là bài cuối cùng của tiết 3 và tiết 4 rồi. Vậy thì sau khi làm xong bài nghe viết này thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang tiết tiếp theo, đó là tiết 5 và tiết 6. Ở tiết 5 và tiết 6, các em hãy đọc bài Cây đa quê hương và trả lời các câu hỏi từ bài 1 đến bài 4. Vậy thì đầu tiên các em hãy cùng cô đọc bài đọc Cây đa quê hương ở trong sách giáo khoa. Các em có thể mở sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2, tập 2 bộ sách cánh diều trang 75 hoặc quan sát vào video để cùng cô đọc bài Cây đa quê hương. Cây đa nghìn năm đã gắn liền với thời thơ ấu của chúng tôi. Đó là cả một tòa nhà cổ kính hơn là một thân cây. 9. 10 đứa trẻ chúng tôi bắt tay nhau ôm không xuể. Cành cây lớn hơn cột đình, ngọn chót vót giữa trời xanh. Rễ cây nổi lên mặt đất thành những hình thù quái lạ, như những con rắn hổ mang giận dữ. Trong vòm lá, gió chiều gảy lên những điệu nhạc ly kỳ, tưởng như ai đang cười nói. Chiều chiều, chúng tôi ra gốc đang ngồi hóng mát, lúa vàng gợn sóng, xa xa, giữa cánh đồng. Đàn trâu ra về, lững thững từng bước nặng nề, bóng sừng trâu dưới ánh chiều kéo dài, làn giữa đồng ruộng yên lặng. Như vậy là cô và các em đã cùng nhau đọc xong nội dung của bài Cây đa quê hương. Tiếp sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi trả lời các câu hỏi trong bài. Tiếp sau đây chúng ta hãy cùng nhau đến với các bài tập ở tiết 5 và tiết 6. Bài số 1, em hãy tô màu vào số tuổi của cây đa trong bài đọc. Ở đây cô có các từ đó là vạn năm, chục năm, trăm năm và nghìn năm. Vậy thì các em hãy cùng cô đọc lại bài đọc, xem là cây đa có số tuổi như thế nào thì chúng ta sẽ tô màu vào vòng cây đó. Ở câu văn đầu tiên trong bài Cây đa quê hương đã nói như sau. Cây đa nghìn năm đã gắn liền với thời thơ ấu của chúng tôi. À, như vậy thì ở đây số tuổi của cây đa đó là nghìn năm. Vậy thì các em hãy cùng cô tô vào lùm cây có từ nghìn năm. Đây chính là đáp án của bài số 1. Các em hãy hoàn thành bài số 1 vào trong vở của mình. Tiếp sau đây chúng ta sẽ đến với bài số 2. Ở bài số 2 cô có đề bài như sau. Em hãy đánh dấu V và ô trống đứng trước những bộ phận của cây đa mà tác giả đã miêu tả. Ở đây cô có các bộ phận đó là thân cây, cành cây, ngọn cây, vòm lá, quả đa và rễ cây. Nhiệm vụ của chúng ta đó là tìm xem trong bài đọc tác giả đã miêu tả những bộ phận nào của cây đa thì các em hãy cùng cô đánh dấu tích vào ô trống trước bộ phận đó. Chúng ta hãy cùng làm bài tập số 2. Chúng ta hãy cùng quan sát đoạn văn thứ 2 ở trong bài. Đó là cả một tòa cổ kính hơn là một thân cây. 9, 10 đứa trẻ chúng tôi bắt tay nhau ôm không xuể. Như vậy thì ở đây, đầu tiên tác giả đã miêu tả thân cây. Thân cây rất là to, 9-10 đứa trẻ ôm cũng không xuể. Vậy thì các em hãy cùng cô đánh dấu tích vào cột thân cây. Tiếp theo, cành cây lớn hơn cột đình, ngọn chót vót giữa trời xanh. Vậy là tác giả còn miêu tả cành cây và ngọn cây. Chúng ta sẽ đánh dấu tích vào hai bộ phận này. Rễ cây nổi lên mặt đất thành những hình thù quái lạ. Vậy là trong bài đọc còn miêu tả cả rễ cây nữa. Chúng ta sẽ đánh dấu vào rễ cây. Trong vòm lá, gió chiều gảy lên những điệu nhạc ly kỳ, tưởng chừng như ai đang cười nói. Như vậy, tác giả sẽ miêu tả cả vòm lá. Đây chính là đoạn miêu tả về cây đa. Như vậy thì ở đoạn này, tác giả đã miêu tả về thân cây, cành cây, ngọn cây, vòm lá và rễ cây. Còn quả đa thì không được miêu tả. Vậy thì các em hãy đánh dấu vào những bộ phận mà tác giả đã miêu tả chúng ta vừa làm. Sau khi làm xong bài số 2 thì các em sẽ tiếp tục cùng cô đến với bài số 3. Cô có đề bài số 3 như sau. Thông qua bài đọc trên, em hiểu được điều gì? Với bài tập số 3 này thì đây là một câu hỏi mở.
Các em hãy viết về điều mà em hiểu được qua bài đọc Cây đa quê hương này. Với cô thì qua bài đọc Cây đa quê hương, cô hiểu rằng hình ảnh cây đa đã gắn bó và thân thuộc đối với con người Việt Nam. Vậy thì cô sẽ viết lại điều này vào câu hỏi trong vở bài tập. Đây chính là đáp án của cô với bài tập số 3. Thông qua bài đọc trên, em hiểu được cây đa là hình ảnh gắn bó và thân thuộc đối với con người Việt Nam. Các em có thể dựa vào gợi ý này của cô để tự mình hoàn thành bài tập số 3. Sau khi đã làm xong bài tập số 3, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bài số 4. Cô có đề bài của bài số 4 như sau. Gạch chân dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi thế nào trong các câu sau. Cô có 4 câu. Bãi ngô quê em ngày càng xanh tốt, những lá ngô rộng dài, trổ mạnh mẽ và nõn nà. Ở đây, cây cối mọc um tùm, ánh trăng trong trẻo, dịu dàng chiếu xuống mặt đất. Nhiệm vụ của chúng ta đó là tìm ra bộ phận trả lời câu. Nhiệm vụ của chúng ta đó là tìm ra bộ phận trả lời cho câu hỏi thế nào ở trong các câu văn này, sau đó gạch chân dưới bộ phận đó. Vậy thì bây giờ các em hãy cùng cô làm bài tập số 4. Chúng ta đã được học về câu hỏi thế nào, đó là câu hỏi nói về đặc điểm của các sự vật. Vậy thì với 4 câu văn này, những bộ phận nào sẽ trả lời cho câu hỏi thế nào các em nhỉ? Ở ý A, bãi ngô quê em ngày càng xanh tốt. Chúng ta có bộ phận bãi ngô quê em trả lời cho câu hỏi cái gì và ngày càng xanh tốt trả lời cho câu hỏi thế nào. Vậy thì các em hãy cùng cô gạch chân dưới phần ngày càng xanh tốt. Ý B, những lá ngô rộng dài, trổ mạnh mẽ và nõn nà. Chúng ta có bộ phận rộng dài, trổ mạnh mẽ và nõn nà nói về đặc điểm của những lá ngô và chính là bộ phận trả lời cho câu hỏi thế nào. Vậy thì các em hãy cùng cô gạch chân dưới phần này. Câu số 3. Ở đây, cây cối mọc tùm. Bộ phận trả lời cho câu hỏi thế nào? Đó là mọc tùm. Vậy thì các em hãy cùng cô gạch chân dưới phần này. Cây cối thế nào? Cây cối mọc tùm. Và cuối cùng, ánh trăng trong trẻo, dịu dàng chiếu xuống mặt đất. Chúng ta có bộ phận trong trẻo, dịu dàng chiếu xuống mặt đất trả lời cho câu hỏi thế nào? Vậy thì các em hãy cùng cô gạch chân dưới phần này. Như vậy là cô và các em đã cùng nhau làm xong bài tập số 4 rồi. Chúng ta đã tìm ra được các bộ phận trả lời cho câu hỏi thế nào trong 4 câu văn. Các em hãy hoàn thành bài số 4 vào trong vở của mình. Bài số 4 cũng là bài cuối cùng của tiết 5 và tiết 6. Sau tiết này thì chúng ta sẽ đến với tiết 7 và tiết 8. Ở hai tiết 7-8 các em sẽ học luyện đọc, thành tiếng và học thuộc lòng. Vậy thì tiết 7 và tiết 8 các em hãy tự mình luyện đọc. Tiếp sau đây chúng ta sẽ đến với tiết 9 và tiết 10. Ở tiết 9 và tiết 10 chúng ta sẽ làm một bài luyện tập. Phần đầu tiên là phần đọc thầm và làm bài tập. Ở phần này, các em sẽ đọc bài thơ Lũy Tre và trả lời các câu hỏi từ bài 1 đến bài 5. Vậy thì đầu tiên, các em hãy cùng cô đọc bài Lũy Tre. Các em có thể mở sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2, tập 2 của bộ sách Cánh Diều, trang 77, hoặc quan sát vào trong video để cùng cô đọc bài thơ Lũy Tre. Cô có bài thơ như sau. Mỗi sớm mai thức dậy, lũy tre xanh rì rào, tre cong cong gọng vó, kéo mặt trời lên cao. Những trưa đồng đầy nắng, trâu nằm nhai bóng râm, tre bần thần nhớ gió, chợt về đầy tiếng chim. Mặt trời xuống núi ngủ, tre nâng vầng trăng lên, sao sao treo đầy cành, suốt đêm dài thắp sáng. Bỗng ngả lên tiếng gáy, xôn xao ngoài lũy tre, đêm chuyển dần về sáng, mầm măng đợi nắng về. Như vậy là cô và các em đã vừa cùng nhau đọc xong bài thơ Lũy Tre rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với các câu hỏi ở phần tiết 9 và tiết 10. Bài số 1, đọc khổ thơ đầu và điền thứ thích hợp vào bảng dưới đây. Ở bài số 1, cô có một bảng gồm có 3 cột. Đầu tiên là tên sự vật, thứ hai là từ chỉ hoạt động và thứ ba là từ chỉ đặc điểm. Như vậy thì với bài số 1 này, các em hãy cùng cô đọc lại khổ thơ đầu, sau đó tìm ra các sự vật, hoạt động và đặc điểm có trong khổ thơ để điền vào bảng. Các em hãy cùng cô làm bài tập số 1. Chúng ta có khổ thơ như sau. Mỗi sớm mai thức dậy, lũy tre xanh rì rào, tre cong cong gọng vó, kéo mặt trời lên cao. Ở khổ thơ này thì các em tìm được những sự vật nào nhỉ? À, chúng ta có các sự vật đó là lũy tre, ngọn tre và mặt trời. Vậy thì các em hãy cùng cô viết lại các sự vật này vào trong vở. Còn với các từ chỉ hoạt động thì chúng ta có thể tìm được trong đoạn thơ đầu tiên hai từ chỉ hoạt động đó là từ thức dậy và từ kéo. Vậy thì chúng ta sẽ viết lại hai từ chỉ hoạt động này vào trong bảng. Cuối cùng với các từ chỉ đặc điểm, ở trong khổ thơ đầu tiên, chúng ta có các từ chỉ đặc điểm đó là từ xanh, từ rì rào, từ cong và từ cao. Các em hãy cùng cố viết lại những từ này vào trong vở bài tập. Đây chính là đáp án cho bài tập số 1. Trong đoạn thơ đầu tiên, chúng ta có tên sự vật đó là lũy tre, ngọn tre và mặt trời. Chúng ta có các từ chỉ hoạt động đó là thức dậy và kéo. Từ chỉ đặc điểm đó là xanh, rì rào, cong và cao. Các em hãy hoàn thành bài số 1 vào trong vở của mình. Sau khi làm xong bài số 1, chúng ta hãy tiếp tục đến với bài số 2. Cô có đề bài số 2 như sau. Hãy đánh dấu V vào ô trống chứa hình ảnh sự vật tre nhớ trong những trưa đồng đầy nắng.
Như vậy thì với bài số 2 này, các em hãy cùng cô xem là trong những trưa đồng đầy nắng thì tre đã nhớ sự vật nào, chúng ta sẽ đánh dấu vào sự vật đó. Cô có 4 bức tranh. Bức tranh đầu tiên đó là bức tranh ngọn gió. Bức tranh thứ hai là đám mây. Bức tranh thứ ba là sấm sét và bức tranh cuối cùng là những giọt mưa. Vậy thì với những bức tranh này, chúng ta hãy cùng nhau đọc lại bài đọc để tìm ra đáp án chính xác. Các em hãy quan sát vào khổ thơ thứ hai trong bài. Những trưa đồng đầy nắng, trâu nằm nhai bóng râm, tre bần thần nhớ gió, chợt về đầy tiếng chim. À, trong khổ thơ này có một câu nói về nỗi nhớ của tre, đó là tre bần thần nhớ gió. Như vậy thì sự vật mà tre nhớ trong những trưa đồng đầy nắng, đó chính là gió. Hình ảnh đầu tiên, các em hãy cùng cô đánh dấu tích vào hình ảnh gió. Vậy là chúng ta đã cùng nhau làm xong bài tập số 2 rồi. Tiếp sau đây, chúng ta hãy đến với bài số 3. Cô có đề bài số 3 như sau. Hãy nối hình ảnh ở cột bên trái với hoạt động tương ứng ở cột bên phải, sao cho đúng với nội dung của bài đọc. Ở đây, cô có các hình ảnh ở cột bên trái, đó là mặt trời, sao, đàn gà và măng. Cột bên phải cô có các nội dung: đợi nắng mặt trời chiếu rọi, cất tiếng gáy báo thức, lặn xuống núi đi ngủ và treo đầy trên các cành tre. Ở bài tập số 3 này, các em hãy cùng cô tiếp tục đọc bài đọc và nối các hình ảnh với các câu văn sao cho phù hợp. Chúng ta hãy cùng làm bài tập số 3. Cô có đoạn thơ như sau. Mặt trời xuống núi ngủ, tre nâng vầng trăng lên, sao sao treo đầy cành, suốt đêm dài thắp sáng. Bỗng gà lên tiếng gáy, xôn xao ngoài lũy tre, đêm chuyển dần về sáng, mầm măng đợi nắng về. À, sau khi đọc xong hai khổ thơ này thì chúng ta có thể dễ dàng làm được bài tập số 2. Đầu tiên là hình ảnh mặt trời. Mặt trời có hoạt động đó là xuống núi ngủ. Vậy thì chúng ta sẽ nối mặt trời với lặn xuống núi ngủ. Đây chính là hình ảnh đầu tiên. Hình ảnh tiếp theo đó là hình ảnh ngôi sao. Chúng ta có câu thơ sao sao treo đầy cành. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ nối ngôi sao với câu treo đầy trên các cành tre. Hình ảnh con gà. Ở trong bài đọc có một câu thơ như sau. Bỗng gà lên tiếng gáy, xôn xao ngoài lũy tre. Như vậy gà thì có hoạt động là cất tiếng gáy báo thức. Chúng ta sẽ nối gà với câu văn này. Và cuối cùng, mầm măng đợi nắng về. Như vậy chúng ta sẽ nối hình ảnh những cây măng với câu đợi ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Vậy là cô và các em đã cùng nhau làm xong bài tập số 3 rồi. Ở bài tập số 3 này, chúng ta đã nối được mặt trời với nội dung là lặn xuống núi đi ngủ. Ngôi sao thì treo đầy trên các cành tre. Gà cất tiếng gáy báo thức. Còn mầm măng thì đợi nắng mặt trời chiếu rọi. Các em hãy hoàn thành bài số 3 vào trong vở của mình. Sau khi làm xong bài số 3 thì chúng ta tiếp tục đến với bài số 4. Cô có đề bài cho bài số 4 như sau. Em hãy viết một câu tả khung cảnh yên bình ở làng quê. Với bài số 4 này thì các em có thể dựa vào tưởng tượng của mình hoặc là hình ảnh ở quê hương em để viết một câu văn nói về khung cảnh yên bình ở làng quê. Theo đề bài số 4, cô sẽ viết được một câu văn như sau. Ở làng quê em, mặt trời nhô lên cao. Cô sẽ viết được một câu văn như sau. Sáng sáng, mặt trời nhô lên cao. Sáng sáng, khi mặt trời nhô lên cao, chú gà trống sẽ... Sáng sáng, khi mặt trời nhô lên, chú gà trống sẽ gáy vang gọi mọi người thức dậy. Đây chính là câu văn mà cô đã viết được để tả khung cảnh yên bình ở làng quê. Sáng sáng, sáng sáng, khi mặt trời nhô lên cao, chú gà trống sẽ gáy vang gọi mọi người thức dậy. Các em có thể dựa vào câu văn mẫu này của cô để tự mình viết một câu văn cho bài tập số 4. Sau khi làm xong bài số 4 thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với bài số 5. Cô có đề bài số 5 như sau. Em hãy đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong các câu sau. Ở bài số 5, cô có 2 câu. Các em hãy cùng cô làm 2 câu này. Ý A. Chủ nhật tuần này, lớp chúng em sẽ cùng nhau đi dã ngoại. Ở đây cô có bộ phận in đậm, đó là chủ nhật tuần này. Nhiệm vụ của chúng ta đó là đặt câu hỏi cho phần in đậm. Các em thấy rằng phần in đậm chủ nhật tuần này là một cụm từ chỉ thời gian. Như vậy thì chúng ta sẽ dùng câu hỏi khi nào để hỏi về thời gian. Cô có câu hỏi như sau. Khi nào lớp chúng em sẽ cùng nhau đi dã ngoại? Đây chính là câu hỏi của cô cho ý A. Khi nào lớp chúng em sẽ cùng nhau đi dã ngoại? Và với câu hỏi thì chúng ta sẽ kết thúc bằng dấu chấm hỏi. Các em hãy cùng cô tiếp tục đến với ý B. Ở ý B, cô có câu. Những chùm hoa lộc vừng đỏ thắm cả một góc sân. Ở đây, một góc sân là cụm từ được in đậm. Và cụm từ này dùng để chỉ về địa điểm. Như vậy thì với ý B, khi hỏi về địa điểm, chúng ta sẽ dùng câu hỏi ở đâu để hỏi về địa điểm. Cô có câu hỏi cho ý B như sau. Những chùm hoa lộc vừng đỏ thắm ở đâu?
Đây chính là câu hỏi mà chúng ta sẽ đặt được với ý B, những chùm hoa lộc vừng đỏ thắm cả một góc sân. Những chùm hoa lộc vừng đỏ thắm ở đâu? Vậy là cô và các em đã cùng nhau làm xong bài tập số 5 rồi. Các em hãy hoàn thành đáp án của bài tập số 5 vào trong vở của mình. Tiếp sau đây, chúng ta sẽ đến với phần luyện tập. Bài 1 là bài nghe viết. Ở bài này, các em hãy lắng nghe cô đọc bài thơ bập bênh, sau đó viết lại vào trong vở bài tập. Cô có bài thơ như sau. Bập bênh, trích. Bập bênh, tôi lên bạn xuống. Trời cao đất rộng, nhịp nhàng thay nhau. Mây ở trên đầu, gió trao dưới đất. Nụ cười tít mắt, trở nắng bập bênh. Các em lưu ý là với bài nghe viết, thì khi viết chúng ta hãy viết thật cẩn thận và nắn nót. Viết đúng chính tả, đúng ô ly và đúng cỡ chữ để bài viết được đẹp và sạch sẽ nhất. Sau khi làm xong bài nghe viết thì các em hãy cùng cô chuyển sang bài số 2. Bài số 2 là một bài tập làm văn. Cô có đề bài như sau. Em hãy viết 4 đến 5 câu về một đồ vật, đồ chơi em yêu thích. Ở bài số 2 này thì các em hãy dựa vào những kiến thức chúng ta đã được học về tả đồ vật để viết 4 đến 5 câu về một đồ vật hoặc đồ chơi em yêu thích. Với đề bài số 2 này thì cô có viết được một đoạn văn ngắn nói về đồ chơi, đó là chiếc Rubik. Các em hãy cùng cô quan sát đoạn văn này. Đồ vật em yêu thích nhất là chiếc Rubik. Đây là món quà mà bố đã tặng cho em nhân dịp sinh nhật. Rubik có 6 mặt, mỗi mặt là một màu, nhìn thật đẹp mắt. Những lúc rảnh rỗi, em thường chơi Rubik. Đây là trò chơi rèn luyện tư duy rất thú vị. Đây chính là đoạn văn của cô với bài tập số 2. Các em có thể dựa vào đoạn văn này cùng với những kiến thức mà mình đã được học để tự mình hoàn thành bài tập số 2, viết từ 4 đến 5 câu về một đồ vật, đồ chơi em yêu thích vào trong vở bài tập của mình. Bài số 2 cũng là bài cuối cùng. Bài số 2 cũng là bài cuối cùng của tiết học số 9 và số 10 rồi các em ạ. Như vậy là cô và các em đã vừa cùng nhau hoàn thành bài số 27, bài ôn tập giữa học kỳ 2. Sau bài học này thì chúng ta sẽ đến với một kỳ thi rất quan trọng, đó là kỳ thi giữa học kỳ. Cô hy vọng là bài học ngày hôm nay đã mang lại cho chúng ta nhiều kiến thức bổ ích, giúp chúng ta củng cố lại các kiến thức để chuẩn bị tốt cho kỳ thi giữa học kỳ. Cô xin chúc các em có một kỳ thi thật là suôn sẻ và thành công. Còn bây giờ thì cô xin chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo.